Anh đang thắc mắc về những cái thú vật ở đây này. Hầu hết nó được nhập từ những cái nước khác nhau. Liệu nó có sống được thọ ở khí hậu Việt Nam hay không? Một em bùn Pháp này, nhìn nó là mình nhớ tới em mốc ngày xưa của mình. Bọn chúng giống hệt nhau luôn. Nói chung là những cái bạn chó ở đây ấy, đáng yêu là bởi vì các bạn ấy đang độ tuổi thiếu niên, nhi đồng. Thế trông rất là đáng yêu này. Còn nếu mà các bạn ấy lớn hơn một chút nữa thì cái sự đáng yêu nó giảm dần đi. À, tức là nó ghét ai thì nó sẽ nhổ nước bọt vào người đấy. Nó đang khạc khạc đấy các bạn. Ui. Ui. Những chú có lạc đà trông rất là hiền lành, đáng yêu. Nhưng mà cái cách mà nó tự vệ cũng rất đáng yêu. Ui dồi ôi. Bây giờ thì Nam đang qua cái quầy khám thú y của một cậu em ở Mộc Châu. Bởi vì Nam dự tính là sau khi đi thăm thú một vài những cái vườn hoa đẹp ở nơi này thì mình sẽ ghé thăm một cái farm mà có rất nhiều những cái con vật kỳ lạ do các bạn trẻ nhập về từ đâu đó về cái mảnh đất này. Và mình cũng không biết là nó có hợp thổ nhưỡng hay không, hay là có cái vấn đề gì. Thì tốt nhất là cứ rủ một cậu em làm thú y đi, cậu ấy biết nhiều thứ thì cậu ấy sẽ chỉ cho mình. Đây rồi. Thắng ơi. Hello em. Đây, khỏe không? Em vẫn khỏe ạ. Mỗi mình em ở đây thì à? Thế á? À, đây đang tỉa lông cho chó. Hello em nhá. Có vẻ nó thấy anh nó hơi sợ đúng không? Nó lạ. Nó lạ à? Cho anh hỏi là cái lông tai của nó ấy, là người ta nhuộm hay là nó tự nhiên ấy nhỉ? Lông em nhuộm ấy. À em chính tay em nhuộm luôn à? Ở trên này người ta cũng làm điệu cho chó ghê ha. Con này có phải giống poodle không nhỉ? Poodle đấy ạ. À, thế mà lông nó xù nhỉ? À. Ôi, anh thấy kia có một chú mèo bị sao ấy. Bạn mèo đấy là sinh ra là bạn ấy đã bị tật ở chân như vậy rồi anh ạ. Ôi thế à? Đây này. Ta vừa đẻ ra đã bị như này rồi. Tức là chân thay vì nó thẳng cái khớp ra thì nó lại bị quặt vào phía sau. Do đó là bạn ấy sẽ phải đi bằng đầu gối đúng không? Em thử để xuống cho bạn ấy đi em nào. Nhưng bạn ấy đi như kiểu là đi bằng đầu gối ấy. Thế thì... đấy. Đấy các bạn thấy này. Đi bằng đầu gối bằng hai cái chân sau là không thể đi được bình thường. Thế em có kế hoạch gì cho bạn mèo bị tàn tật này chưa? Chắc là bọn em sẽ bọc cái khớp cổ ấy. Kiểu bọc bằng một cái miếng đệm đi anh. Ừ. Đấy, thì nó sẽ không bị kiểu đau nữa. Tức là bọc vào để cho nó cái đầu gối, tức là vẫn không thể uốn thẳng được. Và bây giờ thì sẽ bọc một bọc vào đầu gối để cho bạn ấy lê đi mà không bị chai đầu gối đúng không? À. Hay là em lắp một cái bánh xe vào phía sau cho đi. Hoặc là bọn chế một cái xe lăn. Ừ. Đấy, chế xe lăn thì nó sẽ hợp lý hơn. Anh thấy ở trên thế giới thì người ta cũng chế như thế. Vâng, vâng. Nhưng mà đang bé quá thì bạn chưa có cái cỡ như thế. Thế là bây giờ là em sẽ chăm sóc bạn này đến suốt đời à? Vâng, tại vì cơ bản là bạn ấy đẻ ở đây luôn. À, nhưng mà đẻ ở đây là mèo mình đẻ ở đây hay mèo của khách đẻ ở đây? Thực ra bọn em toàn để trạm cứu hộ ra. À. Thì em làm trạm cứu hộ thì các bạn mèo đấy đẻ xong có dị tật thì em sẽ nhận lại. Ok. Đấy. Thế bây giờ em có rảnh không? Rảnh. Thế bây giờ anh em mình đi xem một số cái farm ở Mộc Châu đi. Vâng. Anh nghe nói là họ nhập một số cái con vật ở nước ngoài về mà không biết nó có phù hợp không, hay là nó có ảnh hưởng gì đến cái vấn đề về kiểu cái hệ sinh thái của địa phương hay không ấy. Thì mình cứ đi xem nhá. Vâng. Thằng ơi, trông quán nhá. Để anh đi anh em đi xem mấy farm. Những bạn này chắc là trông động vật là một niềm vui, niềm hạnh phúc đúng không? Vâng. Em trông giúp Thắng một lúc nhá. Có gì bọn anh sẽ về sớm. Bye bye em.
chúng tôi đã tới một địa điểm rất là đẹp ở Mộc Châu có tên gọi là Trại Hoa Vàng, bởi vì ở đây là trồng rất là nhiều những cái bông hoa cúc vàng. Thế nhưng mà cái đợt chúng tôi đến thì đúng là cái hôm mà mưa khá là to và hoa nó còn chưa còn rực rỡ nữa, nhưng bù lại ở đây thì có rất nhiều những người bạn bốn chân. Em là cung cấp. Vâng, em là kỹ thuật. Kỹ thuật là như nào? Có nghĩa là em chữa bệnh hay là kiểu cho chăm sóc sức khỏe ấy. Thỉnh thoảng là định kỳ là đến đây kiểm tra sức khỏe cho các bạn này đúng không? Em thì gần như ngày nào cũng vào đây ạ. Càng lúc mưa càng nặng hạt. Thế đây là hai bạn này là hai bạn gì? Alaska anh ạ. Alaska. Vâng. Và nó đang mặc kệ trời mưa nó chơi đùa ở đây. Còn những bạn khác này. Những bạn khác hay? Đây. Các bạn khác bắt đầu chạy vào lò sưởi. Ui mưa to quá. Ông anh này ông ấy hú hú phát là chạy hết lại. Nhưng mà cái hú của anh ấy là cái công sức của rất là nhiều lần là cho các bạn ấy ăn đúng không? Đấy mình đoán không sai mà. Đấy ở đây là tôi thấy có một em bùn pháp này. Nhìn nó là mình nhớ tới em mốc ngày xưa của mình. Bọn chúng giống hệt nhau luôn. Và có cô ghi. Con này là có phải Golden không? Golden, tên là Mạnh Dung luôn anh ạ. Đấy, nói chung là khá nhiều. Rồi có cả phúc sóc này. Phúc sóc đen nhưng mà hình như cũng lai rồi sao ấy. Rất đáng yêu. Đây là em này là em Láp à? Hay là em gì đấy? Đây là bố là Nhật lại Bắc Kinh nhưng mà mẹ thì là Phúc Hiêu ạ. Thế nên là ra kiểu hai anh em khác nhau hoàn toàn luôn anh ạ. Nói chung là những cái bạn chó ở đây ấy, đáng yêu là bởi vì các bạn ấy đang độ tuổi thiếu niên nhi đồng. Thế trông rất là đáng yêu này. Còn nếu mà các bạn ấy lớn hơn một chút nữa thì cái sự đáng yêu nó giảm dần đi. Tôi nghĩ đây cũng là một thời điểm nếu mà bạn nào yêu chó mèo có thể đến đây. Đấy. Anh đang thắc mắc về những cái thú vật ở đây này. Nó chắc chắn là không phải là những cái giống mà ở Việt Nam của địa phương. Thì hầu hết nó được nhập từ những cái nước khác nhau. Anh cũng đang không hiểu rằng là nó có liệu nó có sống được thọ ở khí hậu Việt Nam hay không. Và liệu nó có ảnh hưởng gì tới, ví dụ như một vài con nó sổng ra ấy, thì nó có ảnh hưởng gì tới cái môi trường cũng như là cái hệ sinh thái vốn có của Mộc Châu không? Như giống ở đây như kiểu lạc đà hay là ngựa thì bọn em đều nhập ở Trung Quốc nha. Và thứ hai là nó sinh ra để làm những động vật gọi là thú cưng ấy. Tại vì thú cưng thì hay kiểu chơi ấy. Đấy, thế nên là kiểu nó sẽ kiểu thân thiện hơn. Nếu mà khi sổng ra ngoài gần như là không có vấn đề chỉ xảy ra. Đấy, có mỗi kiểu lạc đà nó đặc biệt cái nó hay bị nhổ nước bọt thôi. Đấy, khi mà nhổ nước bọt thì nó hay kiểu đó là mình trêu nó tức ấy thì nó mới nhổ nước bọt thôi. Đấy. Nó nhổ mặt mình à? Vâng, nó nhổ về những cái người đối diện nó luôn nhá. Đấy. Còn những ngựa thì rất là thân thiện rồi nhá. Vâng. Còn về vấn đề về sức khỏe thì như mà em đến nuôi đến bây giờ là được hơn 3 tháng ấy thì gần như là chưa xảy ra vấn đề bệnh tật gì cả. Đấy. Còn về đấy, tuổi thọ thì thực ra là cũng hơi khó nói nhá. Bởi vì là mới đúng không? Cần phải thời gian thì mới có thể biết được. Nói chung là cứ tầm một 5-6 năm thì em nghĩ chắc là bọn em sẽ đạt được. Còn hơn đấy thì bọn em chưa thể dám nghĩ tới. Đấy. Còn cái vấn đề đó là về kiểu như anh hỏi là về cái kiểu có ảnh hưởng gì đến sinh thái Mộc Châu không ấy. Thì em thấy là bọn em lại thấy kiểu hay hơn, đó là kiểu có thêm một lựa chọn mới cho mọi người ấy. Đấy không phải là hệ sinh thái tự nhiên của Mộc Châu, đấy là tác động đến du lịch. Còn hệ sinh thái ví dụ như là nó sổng ra ngoài á thì có thể là nó sẽ khiến cho một số loài động vật khác bị ở địa phương bị tuyệt chủng ấy, bởi vì nó ăn con đấy này, hoặc là nó khiến cho một cái loại cây này bị tuyệt chủng này, hoặc là nó sẽ lai tạo ra một cái giống gì đấy mới. Và cái giống đấy nó sẽ có hại cho những con khác. Đấy, ví dụ là như thế. Cái đấy em hiểu rồi. Cái đấy vấn đề gần như không xảy ra anh ạ. Tại vì cái giống này nó thứ nhất là như lạc đà rất khó sinh sản ở Việt Nam rồi. Hay là ngựa thế, ngựa này thứ nhất là khi chạy ra ngoài ấy, thì nó lại rất là thân thiện nó. Hay là ăn những cái động thức ăn ở đây thôi. Đấy, cho em đang kiểm soát vấn đề thức ăn như kiểu ăn thức ăn khô là chính ấy. Tức là nó đã bị thuần hóa rồi đúng không? Nó không thể sống ở ngoài môi trường tự nhiên được. Nếu mà nó con nào nó sổng ra thì nó không thể tồn tại được đúng không? Vâng. Bởi vì cái lý do lo sợ này của tôi là cũng có cơ sở đấy. Khi mà gần đây là ở Cao Bằng ấy là người ta đã bắt được một vài cái cá thể thú chuột có túi. Đấy thì
cũng khá là lo sợ nếu mà không biết là nó ở ngoài tự nhiên đấy mà nó lai tạo với những cái con khác thì như thế nào. Hay là điển hình nhất là cái loại mà ốc bươu vàng ấy, cũng là một loại mà cũng nhập về nó sinh sản lượng cao, nhưng bây giờ nó là một cái loại gọi là kình địch, tức là người nông dân không hề thích một chút nào và phải đi diệt nó. Rồi tôi nhớ có những cái phong trào mà đi diệt ốc bươu vàng cái hồi anh còn bé đấy, thì đấy là một trong cái ví dụ về cái chuyện mà những cái loài động vật ở một cái nước gia, một cái quốc gia khác nước ngoài và tới và nó làm ảnh hưởng tới cái môi trường sống của bản địa đấy. Còn tất nhiên về du lịch thì hiệu quả của nó là rõ ràng rồi, bởi vì nó mới lạ mà thì mọi người cũng đều rất là thích đấy. Thì anh vừa rồi em nói là cái con lạc đà ấy, nó có thể nhổ nước bọt đấy vào những cái người mà nó không thích đấy. Thì vừa rồi lại quên mất, chưa kịp mà khám phá, thì lát nữa mình lên trên kia, ở trên kia có không? Trên kia thì không có nhé. Trên phố núi không có à? Hiện tại chạy này đang chạy đầu tiên của Mộc Châu là có lạc đà này. Ok. Bây giờ thì tôi rất là muốn thử chứng thực cái lời mà Thắng nói với tôi rằng cái con lạc đà, một cái giống từ nước ngoài, nó có tên gọi là lạc đà Abanca. Abanca. Lạc đà Abanca. Khi mà nó tức giận hoặc là nó cảm thấy bị đe dọa thì đó, nó sẽ nhổ nước bọt vào cái người mà ở gần nó nhất. Thì giờ tôi sẽ muốn thêm một vài người nữa đi ra đó để thử, để thử đi, chứng thực cái lời đấy đi. Thì bây giờ xin mời các bạn hãy cùng tôi. Không biết mưa này mấy bạn chó có đi theo không? Đi theo luôn à? Đây là trại có lạc đà đầu tiên ở Mộc Châu anh ạ. À. Đây là hoa mimosa anh ạ. Hoa mimosa là chắc là nhập từ Đà Lạt về à? Vâng, vâng. Đây, cái khung cảnh này khiến cho mình cảm giác giống như đang ở cái miền Tây của nước Mỹ nhờ. Wow, đẹp quá. Ồ chào anh nhá. Ở đây tôi thấy có cừu này, hươu này, mà những cái con vật mà rất là hiền lành. Và bên này thì có cái giống ngựa này, là ngựa lùn à? Ngựa pony, tên là ngựa pony luôn. Ngựa pony đây đúng không? Vâng, vâng. Con ngựa này có một đợt cũng khá là nổi. Và đây là lạc đà gì? Đây là Abanca. Là lạc đà gì nhỉ? Abanca. À, trông nó trông nó như kiểu là đến từ cái xứ sở rất là lạnh ấy. Và ở đây mọi người cũng phải đốt lửa để cho các em đi sưởi à? Vâng. À. Đây cách thì tăng nhiệt độ phòng lên là. Đấy, trông em ý rất là hiền lành. Ở đây hầu hết những con vật đều trông hiền lành cả. Cái chải chải nó một lúc nó nhổ mà. Hóa ra là nó ghét ai nó mới nhổ, tức là trong nhóm ở đây ấy, thì mọi người bảo rằng là chỉ có duy nhất một người tên là Thành thì bọn lạc đà nó rất ghét. Thì ai ai nào nó ghét nhất là chải lông. À, nó ghét nhất là bị chải lông. Thì bạn là người chải lông cho nó. À, thế là có một người chuyên chải lông thì bị ghét. Đấy, thế bây giờ thử anh bạn này cũng tên là Nam xem là chú lạc đà này sẽ nhổ như nào. Sẽ nhổ nước bọt vào cái người mà nó ghét nhất. Ui. Nó đang khạc khạc đấy các bạn. Ui. Bỏ nón ra nó nhổ cho đi ướt hết cả đầu. Ui dồi ôi. Chứng tỏ rằng là cái sự cái bản năng sinh tồn rồi cái bảo tự vệ ấy, của mỗi loài nó rất là thú vị. Nhưng mà cái nước bọt của nó là mùi vị là như thế nào hả Thắng? Kiểu rất là thối anh ạ. Hôi hôi nữa. Tức là nó cũng là một loại vũ khí đấy, khiến cho kiểu kẻ thù sợ ấy. Vâng. Ui dồi. Thôi được rồi Nam ạ.
Nói chung là những chú có lạc đà trông rất là hiền lành, đáng yêu, nhưng mà cái cách mà nó tự vệ cũng rất đáng yêu, nhưng mà rất buồn cười. Không như ngày xưa tôi trải sao không sao nhỉ? Thế bây giờ Thắng thử vào trải xem nào. Bây giờ mọi người nói rằng là nếu mà ai đấy, à tức là nó ghét ai thì nó sẽ nhổ nước bọt vào người đấy. Bây giờ ông Thắng không đội nón, mặc áo trắng và sẵn sàng cho việc bị mấy miếng nước bọt. Đứa này thì gần như kiểu mà em quen hơn. À, chứng tỏ là bác sĩ. Thứ hai là lúc nó về em là người đón ấy, thế nên là kiểu cũng sẽ tình cảm hơn một chút. Để xem là nó có tôn trọng bác sĩ không. Sợ bị tiêm mà kiểu bây giờ mà không ngoan cái là tí sẽ có. Em ấy còn to thêm nào. Con này có vẻ như gấu hơn. Thế lên đồng rồi thế. Con này không có kiêng dè gì này. Úi dồi ôi. Đúng thật là nó nhổ nhưng mà nó không có nhổ vào bác sĩ. Nó nhổ vào người khác. Kiểu sợ tiêm anh ạ. Kiểu giận cá chém thớt ấy. Đấy, em chỉ làm mẫu một lần thôi nhá, lần sau các bạn